kính thưa quý vị, đầu tiên cho phép Sơn Tâm xin cảm ơn quý vị rất là nhiều về những cái vòng hoa ngày hôm nay. Hả? Con gái mà bị đẹp trai ngộ vậy mà. Em cứ tưởng là em đi hát qua không đó quý vị. Nó đẹp kinh khủng quý vị hát. À, kính thưa quý vị, em chưa bao giờ thấy một cái sân khấu nào mà đàn ông họ thay đồ trước mặt em. Mặc dù là em cũng là đàn ông, nói chung là đàn ông có gì thì em có đấy, nhưng mà em cũng hơi ngại. Và ngay bây giờ đây, tôi sẽ cùng đến với những cô nàng drag queen của Venus. Một tràng vỗ tay đầu tiên chào đón nữ ca sĩ Beyoncé. Beyoncé, tell us about the song you're about to sing. I'm about to sing Listen, and this is the moment when Dina finally finds her voice. The whole movie she's been manipulated, and she's kind of lost her own opinions. And I think a lot of women can relate to this. Yes. Listen.
very fast. Đã đúng không quý vị? Kính thưa quý vị, và cho xin chia sẻ một chút xíu. Đây là 4 nàng drag queen vừa mới gia nhập vào Venus Drag Team chưa đầy 2 tháng quý vị ha. Và sẽ được coi là những thế hệ drag queen mới của nối tiếp sự nghiệp Venus drag queen đúng không em? Em có chia sẻ chút xíu được không nè? À quý vị ơi, đặc biệt nha, em xin giới thiệu em gái em Veronica Fox, drag rất là hay. Hát câu khán giả nghe chơi coi. Dạ em xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ em xong ca với chị ha. Rồi xin mời mình ra vị trí center. Cho em xong thứ. Mình là thank you.
Em ơi, em biết em làm da cà sâu gì không? Cái gì vậy? Dấu chấm hết đó má. Da rơi. Hình như là trong team Venus chúng ta có một người bạn cũng rất là quen với lại đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời. Đó là một bạn thí sinh đã thi chung mùa với Kim Trọng là mùa Lotto Talent mùa thứ 5, bạn Tinh Tú ạ. Đúng không? Một tràng pháo tay cho Tinh Tú đi. Và ngày hôm nay Tinh Tú ngày một sáng hơn và sáng trong một cương vị khác, đó là một drag queen của team Venus. Dạ đúng rồi ạ, Tú ạ, dạ Tú đội tóc giả. Dạ thôi, xin mời Tú đội tóc giả và team của chúng ta vào trong chuẩn bị cho tiếp một chút tiếp nhá. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với vòng loại Lotto tiếp theo. Xin mời sự tâm nắng là sân khấu luôn nha. Lâu quá rồi không được khô.